Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Nước Úc xem xét việc cấm quảng cáo cá độ và cờ bạc trực tuyến. Vào ngày hôm nay 28 tháng 6, một ủy ban điều tra của Quốc hội Úc đưa ra 31 đề nghị về việc cấm quảng cáo cờ bạc và cá độ trực tuyến trong 3 năm để hạn chế sự tàn phá gây ra cho người dân và sẽ trợ giúp cho những người đang khốn khổ vì nạn nghiện cờ bạc. Trong báo cáo có tựa đề là Thắng ít nhưng thua đậm, bà Pira Murphy là chủ tịch ủy ban này cho hay người dân tại Úc chi nhiều tiền hơn các công dân của các quốc gia khác cho vấn đề cờ bạc trực tuyến. Điều này đang tàn phá các cộng đồng của nước Úc. Bà cho biết thêm các công ty cờ bạc trực tuyến có chiến lược quảng bá nhắm vào các sự kiện thể thao. Việc quảng cáo cờ bạc được bình thường hóa như một hoạt động vui vẻ và vô hại. Những người trẻ tuổi tại nước Úc xem việc cá độ và thể thao đi liền với nhau. Nhưng khi doanh thu chính của các sự kiện thể thao đến từ việc quảng cáo cá cược, thì điều này gây ra hậu quả về xã hội rất tai hại. Ủy ban này kêu gọi cấm toàn diện theo từng giai đoạn với tất cả các quảng cáo cá độ, cờ bạc trên các phương tiện truyền thông, từ truyền hình cho tới Internet và bảo đảm không có chỗ cho sự tránh né. Theo đó, lệnh cấm này được thực hiện trong vòng 3 năm để các cơ quan liên quan như là các câu lạc bộ thể thao và các đài truyền hình có đủ thời gian để tìm kiếm các nguồn quảng cáo thay thế. Thủ tướng Úc là ông Anthony Albanese cho hay chính quyền của ông sẽ xem xét các đề nghị của ủy ban này. Theo hãng tin của Bloomberg, Saudi Arabia, nước xuất cảng dầu lớn nhất thế giới, sẽ đơn phương giảm sản lượng dầu thô 1 triệu thùng một ngày vào tháng 7, tương đương với mức giảm 10%. Động thái này sẽ cắt giảm tổng sản lượng từ nước đồng minh của Mỹ xuống còn 9 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2011. Sau khi cắt giảm sản lượng, Saudi Arabia sẽ có chưa đến 6 triệu thùng một ngày để xuất cảng, theo ước tính của Bloomberg. Do đó, xuất cảng dầu sang các nước phương Tây có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các chuyến hàng đến châu Á, thị trường chính của Saudi Arabia. Ưu tiên cung cấp cho các thị trường châu Á truyền thống, Saudi Arabia có thể giảm xuất cảng sang Mỹ, khiến cho thị trường thắt chặt hơn. Điều này sẽ được thể hiện rõ trong báo cáo hàng tồn kho. Mặc dù Mỹ hiện ít phụ thuộc hơn vào dầu thô của Saudi Arabia, nhưng đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để Saudi Arabia có được mức giá khởi động lại. Bộ trưởng Năng lượng Hoàng tử Abdulaziz bin Salman tiết lộ, việc cắt giảm sản lượng có thể được kéo dài sau tháng 7. Động thái này sẽ bổ sung vào các thỏa thuận cắt giảm tự nguyện giữa Saudi Arabia và một số nhà sản xuất lớn của OPEC cộng, bao gồm cả Nga, có hiệu lực vào tháng 5. Việc cắt giảm khoảng 1.66 triệu thùng một ngày cho đến cuối năm 2023 vượt quá các thỏa thuận trước đó, khiến cho tổng sản lượng của OPEC cộng giảm 3.66 triệu thùng một ngày, tương đương với 3.7% nhu cầu dầu của toàn cầu. Chính phủ Nam Dương quyết tâm với kế hoạch cấm xuất cảng quặng bauxit. Nam Dương đã giữ vững quyết tâm cấm xuất cảng quặng bauxit sau thành công trong việc cấm xuất cảng Nikkel. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Nam Dương là ông Joko Widodo khẳng định sự kiên định với kế hoạch của Jakarta trong việc thúc đẩy lệnh cấm bauxit. Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, thì Nam Dương sản xuất khoảng 21 triệu tấn bauxit trong năm 2022, đưa quốc gia này trở thành nhà sản xuất lớn thứ 5 trên thế giới. Gần 85% bauxit tại Nam Dương được xuất cảng ra nước ngoài. Lệnh cấm xuất cảng bauxit dự kiến sẽ có hiệu lực trong tháng 6, được áp dụng khi mà Nam Dương theo đuổi chính sách sản phẩm đầu ra để tạo thêm doanh thu từ nguyên liệu thô. Theo đó, thì Nam Dương yêu cầu các công ty khai thác và các nhà sản xuất xây dựng các cơ sở tinh chế ngay tại chỗ. Các nhà phân tích nhận định rằng, thành công của Nam Dương trong việc cấm xuất cảng quặng Nikkel vào năm 2020 đã khuyến khích quốc gia này có chính sách hạn chế hơn nữa việc bán các nguyên liệu thô khác, bao gồm bauxit, để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng nhà máy luyện kim ngay tại Nam Dương. Tổng thống Widodo từng tuyên bố, ngoài quặng bauxit thì ông cũng muốn hạn chế việc xuất cảng đồng, thiếc và vàng cùng với những nguyên liệu khác.
Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Widodo dự kiến rằng với lệnh cấm xuất cảng bauxit thì doanh thu của chính phủ từ việc xuất cảng sẽ tăng gần gấp 3 lần, tức là từ 21.000 tỷ rupee tương đương 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim lên tới khoảng hơn 4 tỷ Mỹ Kim. Mới đây, nhà hàng Nugu Mauke ở thành phố Đấu Lục thuộc huyện Dân Lâm của Đài Loan đã cho công bố thực đơn mới nhất là món Godzilla Ramen. Đây là món mì ramen đặc biệt với nguyên phần chân cá sấu thò ra ngoài. Món ăn được làm từ 40 loại gia vị khác nhau. Muốn được thưởng thức món mì này, món mì chân cá sấu này, thực khách cần phải đặt trước vì số lượng bán mỗi ngày có giới hạn. Theo hãng tin CNN, sau khi học được cách nấu súp cá sấu trong chuyến đi đến Thái Lan, chủ nhà hàng mì đã tự nghĩ ra công thức chế biến món Godzilla Ramen và bắt đầu quảng cáo trên mạng xã hội. Hình ảnh bát mì có chân cá sấu nấu nhừ đã được lan truyền tới tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội của Đài Loan. Thưa quý vị, chân cá sấu trong món ăn đặc biệt được lấy từ một trang trại nuôi cá sấu ở huyện Đài Đông. Trang trại cũng chỉ có thể cung cấp đủ nguyên liệu để làm được hai bát ramen đặc biệt mỗi ngày. Một bát Godzilla ramen có giá 1.500 đài tệ, tức là khoảng 48 Mỹ Kim. Ngoài ra, nhà hàng còn thu 100 đài tệ gọi là phí lãng phí thực phẩm đối với những người gọi món ăn chỉ để chụp hình chứ không thực tế không sử dụng. Trước đó, nhà hàng mì ramen Yuan Ramen ở huyện Dân Lâm của Đài Loan từng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ món mì nguyên con ếch chưa lột da. Món ăn có giá 8 Mỹ Kim. Nhà hàng cho phép khách hàng tới chụp ảnh với giá 3.2 Mỹ Kim mà không cần ăn. Hồng Kông thu hút công ty tư nhân để xây dựng nơi an nghỉ cho những người đã khuất. Với tiền sảnh được lót đá cẩm thạch trắng và đèn chùm lộng lẫy, tòa tháp cao 12 tầng của nhà để cho hỏa táng có tên là Shan Sum ở Hồng Kông có thể bị nhầm với một trong những khách sạn mới nhất của thành phố này. Tuy nhiên, tòa tháp nói trên là nơi an nghỉ cuối cùng của hàng ngàn người tại Hồng Kông, một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới với 7.300.000 dân. Nhà để cho hỏa táng Shan Sum được khánh thành hồi tháng 5 năm nay, cung cấp 23.000 chỗ đựng bình cho cốt. Theo nhật báo South China Morning Post, thì nơi đây nằm trong những cố gắng kéo dài hàng thập niên của chính quyền Hồng Kông nhằm thu hút các công ty tư nhân tham gia vào lĩnh vực chăm sóc nơi an nghỉ cuối cùng của những người đã khuất. Từ giữa những năm 2010, khi mà dân số tại Hồng Kông già đi và có tỷ lệ tử vong vượt quá khả năng chứa tro cốt tại các cơ sở của chính quyền, thì chính sách này đã phát huy hiệu quả. Tòa nhà nhìn rất tối tân, kiểu dáng đẹp của Shan Sum là công trình do kiến trúc sư người Đức là Ulrich Kirchhoff, 52 tuổi thiết kế. Ông đã lấy cảm hứng từ nghĩa trang truyền thống của Trung Quốc, thường đặt ở sườn núi, tìm cách pha trộn các yếu tố thiên nhiên vào một trong không gian mật độ cao để tạo ra cảm giác xóm làng. Đó là một tòa chung cư dành cho những người chết. Nơi đây mang lại cảm giác như một khu dân cư ấm cúng hơn. Giống như các căn nhà khác ở Hồng Kông, thì giá thuê những nơi đặt tro cốt này không hề rẻ, khiến cho nơi này nằm ngoài tầm với của hầu hết mọi gia đình. Sự lựa chọn căn bản dành cho hai người tại Shan Sum được bán ra với giá là 58.000 Mỹ Kim, trong khi gói cao cấp nhất dành cho cả gia đình với giá gần 3 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, người dân Nam Hàn trẻ được 2 tuổi sau một đêm. Khi luật tính tuổi mới của Nam Hàn có hiệu lực từ hôm nay 28 tháng 6, bà Kim Hye-yong đang từ 50 tuổi được tính lại thành 48. Vào ngày 28 tháng 6 là thời điểm tất cả khu vực pháp lý và hành chính trên lãnh thổ Nam Hàn sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống tính tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế. Thay vì cách tính truyền thống trước đây, giúp cho bà Kim và nhiều người dân trẻ lại từ 1 đến 2 tuổi chỉ sau một đêm. Quốc hội Nam Hàn thông qua luật này vào năm ngoái nhằm tránh những nhầm lẫn, bối rối trong cách tính tuổi, cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn toàn cầu. Nam Hàn đang trở nên trẻ hơn, thông báo về luật sửa đổi của chính phủ. Dân Nam Hàn thường nhiều tuổi hơn người ngoại quốc cùng trang lứa, bởi đây là nước duy nhất tính thời gian trong bụng mẹ vào tuổi của trẻ sơ sinh. Hệ thống tính tuổi được duy trì tại Nam Hàn suốt nhiều thế kỷ qua. Trẻ sơ sinh Nam Hàn đều được tính là 1 tuổi ngay khi chào đời và 2 tuổi khi bước sang năm mới dương lịch.
Nếu sinh ra vào đêm giao thừa, đứa trẻ nghiễm nhiên được tính là 2 tuổi ngay trong ngày đầu tiên của năm mới. Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã được công chúng ủng hộ rộng rãi khi cam kết thay đổi hệ thống tính tuổi này trong chiến dịch tranh cử năm ngoái. Theo khảo sát đầu năm 2022 của Hankook Research, công ty nghiên cứu trụ sở ở Seoul, 3/4 người Nam Hàn muốn điều chỉnh cách tính này. Mặc dù luật tính tuổi mới có hiệu lực, người Nam Hàn không cần cập nhật bất kỳ thông tin nào trên giấy tờ chính thức bởi tuổi điền trong các biểu mẫu của chính quyền đều được tính theo chuẩn quốc tế như tuổi nghỉ hưu, đủ tuổi điều kiện bỏ phiếu, tuổi nghĩa vụ quân sự, tuổi nhập học, tuổi mua rượu bia thuốc lá cũng được tính theo dương lịch. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Singapore là địa điểm yêu thích của các nghệ sĩ hàng đầu trên thế giới, khiến cho đảo quốc sư tử này trở thành trung tâm giải trí của cả khu vực và đem lại nguồn lợi khổng lồ từ ngành du lịch. Các nghệ sĩ nổi tiếng như là Coldplay và Taylor Swift đã chọn Singapore làm địa điểm dừng chân tại khu vực châu Á với các chuyến lưu diễn kéo dài ngày. Coldplay đã công bố 6 đêm diễn tại Singapore cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với tên gọi là Music of the Sphere, nhiều hơn số đêm mà ban nhạc này biểu diễn ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Còn tour nhạc mang tên The Eras Tour của Taylor Swift cũng sẽ trình diễn 6 đêm tại Singapore. Số lượng người hâm mộ ghi danh mua vé ước tính đạt 8 triệu người, nhiều hơn cả dân số của Singapore. Chính phủ Singapore từ lâu đã đưa ra sáng kiến đưa quốc đảo này trở thành thủ đô sự kiện và giải trí của châu Á. Kể từ những năm 2000, Singapore luôn cố gắng thu hút các nghệ sĩ quốc tế tổ chức các chuyến lưu diễn tại thành phố này. Đêm diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift thậm chí được quảng bá bởi các giới chức hàng đầu của quốc gia này. Nhóm nhạc Twice của Nam Hàn cũng đã bán hết vé 2 đêm biểu diễn vào tháng 9 sắp tới đây. Số lượng lớn người hâm mộ sẽ đem lại sự tăng trưởng ngắn hạn cho ngành du lịch của Singapore, kéo theo sự sôi động của các nhà hàng, các khách sạn và các phương tiện đi lại. Không ít người mạnh tay dành ra thêm vài ngày để du lịch kết hợp với việc xem các show diễn tại quốc gia đắt đỏ nhất khu vực Đông Nam Á này. Kang Sang-woi là một giáo sư về ngành du lịch văn hóa và di sản tại trường đại học Tasmania của Úc nhận định như sau. Singapore là một điểm đến, nhưng bản thân sự kiện cũng là một điểm đến. Mọi người đến đây vì sự kiện, và sự kiện sẽ khiến họ thích Singapore, đồng thời chi tiêu rất nhiều tiền tại quốc gia này. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.